nói về nhạc đen thì mình luôn cảm thấy rất là khó khăn về nhiều thứ, nhất là cái giai điệu nó nhanh nè, thứ hai nữa là vũ đạo phải tốt nè. Thì bản thân Minh Luân thì từ trước giờ có hát chăng thì chỉ là hát dân ca thôi. Khi mà thi cuộc thi này thì mình tập vũ đạo cảm thấy rất là khó khăn, từ bước đi, từ cái nhịp rồi tay chân rồi từ cái ánh nhìn, nói chung là cảm thấy khó rất là nhiều thứ, nhưng mà không sao, hãy cố gắng đi, cố gắng đi. Tội nghiệp cho em quá, đứng dậy. Vâng, đúng là thế mạnh của các thí sinh trong cuộc thi Sao Việt Toàn Năng, đó chính là vì các thí sinh của chúng ta đều là những diễn viên, cho nên các bạn sẽ mang hết những cái khả năng diễn xuất của mình lên sân khấu, và đó chính là những điểm mạnh và luôn luôn tạo những bất ngờ thú vị cho quý vị khán giả, đúng không ạ? Và bây giờ thì là phần nhận xét của ban giám khảo, xin mời nữ ca sĩ Ngọc Anh. Không hiểu sao mà cứ lúc nào là nó diễn ra cái hiện tượng này là em lại có một cái linh cảm anh ạ. Linh cảm gì em? Anh có cảm nhận không? Là vừa nãy vị trí của anh là đứng ở cạnh, là đứng ở chỗ chị Huyền đó, bây giờ anh lại chuyển ra bên này là như nào ạ? Cho an toàn phải không? Hình như là như thế. Mà theo quán tính là anh đã là người đi ra đầu tiên và đỡ Minh Luân dậy. Thế là chị Huyền chen vào cho anh Dũng mà muốn đứng cạnh, mà chị Huyền cố tình chen đó Ngọc Anh. Chị ơi sao chị đẹp mà cứ bị vô duyên như vậy, khổ thân chị. Đổi chỗ anh, hôm nay em thấy vô duyên. Màn trình diễn vừa rồi của Minh Luân ấy, một lần